Thiên Nhai Khách là một trong những bom tấn đam Mỹ đang được mong chờ nhất trong năm 2020 với sự kết hợp đặc biệt của hai Mỹ Nam đình đám Trương Chiết Hạn và Cung Tuấn. Tuy bấm máy chưa lâu, nhưng mới đây bộ poster tạo hình của hai nhân vật chính trong phim đã được tung lên, cùng với đó là một loạt những hình ảnh hậu trường siêu đáng yêu của đôi nam chính đã khiến fan suýt xoa không ngừng. Nhiều người nhận xét rằng tác phẩm không thua kém gì Trần Tình Lệnh và cũng có thể xem là Trần Tình Lệnh 2 mà fan đang hâm mộ từng ngày. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên vô cùng nổi tiếng của nhà văn Bryce. Nội dung của bộ phim xoay quanh hai Mỹ Nam Chu Tử Thư do Trương Chiết Hạn thủ vai và Ôn Khách Hành do Cung Tuấn thủ vai. Một người là thủ lĩnh thiên song, dưới một người trên vạn người, một người là kẻ đứng đầu quỷ cốc ghê rợn. Xuyên suốt mạch phim là cuộc hành trình chọc khoái lẫn nhau của cả hai. Cuối cùng, họ lại cùng nhau thử một lần làm người để tận hưởng cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Sau Thịnh Thế thì đây là bộ phim đam Mỹ thứ hai mà Cung Tuấn tham gia. Còn về phần Trương Chiết Hạn, tuy chưa đóng phim song làm chủ bao giờ, nhưng anh lại có thừa kinh nghiệm trong dòng phim cổ trang. Chính vì vậy, sự kết hợp của cả hai trong Thiên Nhai Khách lần này đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng. Liệu rằng Thiên Nhai Khách có xóa ngôi của Trần Tình Lệnh hay không? Hãy cùng chờ đợi và ủng hộ cho hai Mỹ Nam này nhé! Hãy đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.